Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp và mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ cũng có, cũng cố gắng, đâu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi con ra nè. Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi con cao giống như người mẫu vậy đó. Mình là quê đâu con? Dạ con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. Nhưng mà bây giờ thì hiện giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì cũng siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ điểm mạnh của con là con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Mà cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính, con bị bệnh nghề nghiệp. Bị bệnh nghề nghiệp mà con. Con thấy ai mà đeo móng tay dài là con khó chịu luôn. Vậy hả? Với lại có một cái nữa là con hơi bị nhạy cảm. Ai nói một câu nói bình thường vậy thôi, nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em, nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn, mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi, bạn vẫn không ra trường. Bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong anh đó lấy vợ. Xong rồi con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi, thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục, nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy, không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Dạ, nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó, thì con nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề. Dạ, đất rắc đi con ơi. Rắc trồng cao su tiêu điều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tắn, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu, tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống mình đây rồi đó nha, tôi thấy giống mình đây rồi. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ con mét 72. Trời ơi. Mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó hả? Tôi xưa đây 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè? Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngăm ngăm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cũng vậy á, gu con là giống cô á. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao? Còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Dạ. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm và nội tâm. Thì không, ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, cho mọi người xung quanh thân cận mình. Vậy không ạ? Xấu đẹp không quan trọng. Dạ. Nếu mà có thể thì mình có thể xấu, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao? Chăm giống như chăm cây vậy đó, phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi, xấu cũng thành đẹp được nữa. Rất đơn giản luôn. Ha, để coi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi. Cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Dạ, tôi không có nghĩ là có làm mẫu. Không, mẫu cao cao vậy dễ làm người mẫu lắm á. Cô dân của con làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết à. Đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Đâu,
Nhiều người mời cô Dân làm mẫu lắm á. Tôi đang định mời cô Dân làm mẫu đó. Dạ cô đẹp mà cô. Đẹp, cô đẹp mà thì hơi mụn mỉm chút thôi. Chú Linh chú nói cái chữ đẹp mà cái trời ơi, cô nghe thiệt á. À, con không thích điều gì đàn ông? À, con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cưng đi với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty. À, xin mời đại diện nhà trai. Chú. Dạ, vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có. Nhưng mà mình cái cảm nhận của mình góc nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á. Nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. À. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều bộc bạch thì Hà cũng là người khá là kỹ tính, cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tinh tất, cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp đó. Cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau xem thử như thế nào. Dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh có bó hoa tặng em. Cảm ơn. Chút quà xíu cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ em cảm ơn. À em cũng có tí. Con bó cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Ồ cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ là anh tương tất ạ. Thì em là khá là xinh, cao. Dạ cảm ơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ con cao mét khoảng 73, 74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối mỗi ngày luôn. Rồi. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được ngày này vậy. Dạ. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Dạ. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại. Nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Dạ. Em thích cái công việc nó khá là năng động, nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y. Cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ. Ừ. Nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên. Dạ. Thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh. Dạ. Anh thì có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng là anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà. Xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen. Dạ. Nhau yêu nhau thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi. Dạ. Ví dụ gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái. Dạ. Chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây, bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình. Đến lúc chúng ta rồi bấm luôn rồi đó. Thôi thằng nó bấm lại. Luôn rồi. Hãy cùng nhau. Rồi nó bên đây nó bấm luôn trước. Rồi khỏi nói rồi, bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. À, bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi, thằng này nó quyền bí thiệt đó. Bây giờ mới cho mở quà. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi.
Đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk, và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em, nên là muốn tặng bạn nữ. Đây, nào. Rồi. Trời ơi, đẹp. Ơi. Trời ơi. Một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Chào anh em nha. Và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm gì là kể kết hôn. Là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi. Cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Khi mà trong nhà mà ưa rồi phải ngửa mắt rồi em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình đàn gái. Ngồi đây, kể đây con. Mời nhà trai, con bé quá. Rồi, ngồi đi anh trai. Rồi, bên đàn nữ mình, đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm, năm nay con 27 tuổi, quê con ở Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Dạ con làm kế toán cô. Con làm kế toán, sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy? Hả? Có làm nghề gì khác nữa không? Dạ không cô. Vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Thôi nhà trai, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Trường Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phúc Long, em sinh năm 90 và quê gốc của em là Quảng Trị, nhưng mà gia đình của em đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12. Làm gì? Em làm nhân viên cơ khí. Rồi, nhân viên cơ khí, nhà quận 9 hả? Dạ. Rồi, thôi mình nói về mình đi, cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ hòa đồng, con thích nấu ăn, con biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn nhược điểm? Còn cái khuyết điểm của con là con, mọi người hay nói là con hơi kỹ tính. Dạ. Kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào? Dạ đúng rồi, kiểu như là cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không bừa thích bộn đúng quá. Không? Dạ. Không, cái đó phụ nữ là đều phải có. Dạ. Đó là bản chất của phụ nữ rồi. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu của mình đó, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm, em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. Điểm yếu của em là em cũng khó tính rồi, cũng hay cậu hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó. Rồi em mới ngồi chiều ngồi yên. Cầu toàn á đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố không kiếm được một con bụi á. Ai mà ở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Ngày mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa. Dạ. Nhưng mà cuối cùng kiểu không đến được với nhau cho nên thôi. Rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm gì là kể kết hôn. Ủa? 7 năm đó đó. Yêu xa là có đính hôn gì không? À không, tức là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng. Mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn. Dạ. Rồi sau đó thì nó thật ra nó cũng hơi buồn, thì là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Lý do gì mà nặng nề như vậy? Rất nhiều thứ để nọ trong đó. Bây giờ không ai đụng và không ai sai cả. Chỉ là chắc là duyên nợ chỉ tới được chuyện đó thôi. Nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng, chứ không phải là do có lỗi phải gì có hả? Một cái gì lớn lắm. Dạ cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết, tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn. Vậy hả? Dạ. Cô ấy bỏ đi luôn, không một lời nói, có ai nói gì cũng không. Đụng chạm tự ái? Dạ cũng không. Em có la lối gì không? Dạ không, em không có la lớn tiếng gì cả. Kỳ vậy ta, lâu chưa? Bằng chứng là dạ một năm, bây giờ là vừa tròn một năm. Một năm rồi hả? Dạ. Mối có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha. Tức là mình đã gạt hết tất cả những cái tình cảm cũ rồi đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Người bạn gái em mong muốn là nhỏ nhắn, dễ nhìn, cao 1m50 trở lên là được. Về tính cách thì cũng có chút xíu khó tính và cũng phải biết trên biết dưới với gia đình và biết quan tâm lo lắng cho nhau là được. Nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn á. Có hết hả? Có chút xíu khó tính là gọi là đúng rồi, mình đã khó kỹ tính đó. Ừ. Thì qua thăm đàn gái thì đó, qua thăm đi. Dạ con chào chú. Chào con. Nãy giờ con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không? Theo con thì
Nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc, nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì mình cũng thông cảm. Rồi thông cảm, coi như chuyện nó nhẹ nhàng đi ha. Dạ. Bây giờ lo tương lai thôi, còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. Dạ. Đừng suy nghĩ nữa. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì về ngoại hình thì bạn trai đó dễ nhìn là được. Còn về tính cách thì con cần một nửa của con là phải có tính là điềm đạm, sống có trách nhiệm, có chí cầu tiến, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, con không thích cái tính lăng nhăng với lại không có trách nhiệm. Những cái điều cô gái đưa ra thì em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ, em có 80%. 80% hả? Dạ vâng. Như thế tốt rồi. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba nội. Ba nội với hai cô, một thím và một chú. Rồi, xin chào nhà trai, chào bà. Dạ, xin chào chương trình. Chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là cô thứ bảy của cháu Long. Đây là bà nội của cháu Long. Và các dì, thím và chú. Hôm nay em đến chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn. Em cũng ủng hộ cho cháu lên chương trình. Do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng. Hiện tại gia đình cháu thì ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi. Cháu Long lớn và đứa em gái. Hiện tại đang sống ở quận 9. Cháu hiện tại đang làm trên gia đình, công ty gia đình của chú trên này. Thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu để cho cháu thêm nghị lực. Cháu Long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường, cũng không nóng lại lắm đâu, cũng điềm tĩnh. Nhưng mà không hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu. Nhưng mà em cũng hy vọng là bạn gái cho cháu của cô một cơ hội tìm hiểu để mình đến với nhau. Cháu của cô nói thật cháu rất hiền nên là mong các con cho nhau cơ hội. Bà nội có vài câu đi. Bà nội thấy sao nè, thấy cháu nội dâu được không? Dạ là cũng được, tôi thấy cháu dâu thì cũng được, tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau. Dạ cảm ơn nội. Hôm nay em đi, con đi với ai? Dạ con đi với em gái con. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và các anh chị dân trường quay ạ. Con là em gái của chị Tâm. Theo như anh chia sẻ thì em thấy anh khá hiền và chân thành á. Em nghĩ là hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên á. Thì em mong là mọi người sẽ cho nhau một cơ hội. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn cưng. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Anh tặng em bỏ hoa thơm ngát rất nồng nàn và bạt ngát tình yêu, và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Anh cảm ơn em. Một câu thơ luôn. Rồi anh cảm ơn. Có cái đây là trong đây là một cây bút. Em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Ở đây coi, ở đây nè coi. Rồi không gian này là của hai đứa đó, cứ thoải mái coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn dễ thương. Và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên. Ví dụ có đi đến với nhau nữa thì thành vợ chồng thì cũng vợ chồng cũng làm chia sẻ với nhau. Dạ. Trong tất cả mọi thứ, kể cả việc nhà và công việc ra ngoài. Không kể cái ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và cái quan trọng là trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tin tưởng và điều quan trọng là phải chung thủy. Hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận 4. Anh thì đang làm việc ở quận 12. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo, anh sẽ trả tới và bất cứ khi nào em muốn. Nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không? Nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi định phải phù hợp, lúc nào em mong muốn, em phải muốn thì chúng ta có thể đi đến hôn nhân. Bất cứ khi nào, đó là anh theo em luôn. Còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được, hoặc là ở chung nhà cũng được. Và thậm chí em có muốn anh ở rể, anh cũng đi ở rể cũng được. Trời, dễ quá ta, ngon à. Em thấy cái vấn đề ở rể, thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó. Nhưng mà anh thì không... Không sao, thật ra nếu mà khi mà yêu em, tức là yêu cả gia đình của em rồi, thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi. Mình ở rể thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được, em gái? Dạ, theo con thì cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi. Nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người
xuống nước, ai sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên? Dạ thưa anh là em. Nói với bạn gái kia. À, nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó, chứ em không nên im lặng mà để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ. Vấn đề đó anh không cần lo, tại vì tính em cũng rất là thẳng tính, cái vấn đề gì cần phải có phát sinh mâu thuẫn hay là cái vấn đề gì đó xảy ra, em thích mình cũng phải trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp cái gì đó để mình giải quyết vấn đề, chứ không có kiểu mà im lặng. Thôi bây giờ bạn Nam có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được. À như vậy này, tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy từ quan trình xuống đấy á, à, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa, à, sau khi anh chuẩn bị mang đồ hết lên rồi thì bắt đầu trời đổ mưa mất, thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy. Bước tới bạn gái nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình biết không. Mưa lại về trên những nẻo đường qua, rơi vờ vạ cho một người chờ đợi, Hà Đồ này đã vào mùa tháng mới vẫn ngập ngừng chờ vợ thôi yêu nhau. Rồi còn bên mình á, mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào con hát? Ồ, hát em hát chờ đi, em chờ mâm chậu đưa tới pháo hoa rượu nồng mừng cô dâu chú rể vui, trang xinh xinh dây bên chồng làng phân hồng đếm tô mặn duyên tương lai có nhau trong đời. Thôi đọc thơ được rồi. Thôi về các bạn về vị trí đi, chúng ta chúng tiến hành bấm nút thôi. Bây giờ là giờ phút quan trọng trong bên câu đây, chuyện bạn muốn hẹn hò. Bên đây. Đã đến lúc chúng ta muốn bấm nút thì bấm đi, tùy các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu ta quyết định đây là một nửa mảnh ghép của mình thì bấm nút, không phải thì đừng bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian, bạn gái không bấm. Sao vậy con? Nói chung thì con thì con cũng sống rất là tình cảm. Cái cảm xúc đầu tiên á cô, để mình cảm nhận một đối tượng cái bạn trai của mình á, chắc là con nghĩ là hai người chưa có đủ duyên. Con chưa đủ cảm xúc đúng không? Dạ. Nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc, chúng ta chưa rung động trái tim thì không cần bấm. Bấm sẽ để đối phương hiểu lầm. Nút bấm này sẽ dành cho người khác. Ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh gác cho mình, một nửa yêu thương của mình nha. Đây là cái món quà của chương trình gửi tặng bạn nữ, phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại, đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích. Ý chí có rồi đó, thấy không? Dạ. Okay. Vậy là được rồi. Tuyệt vời về cái điều đó. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi đó, mình mong muốn người bạn gái của mình như thế nào? Thì em đã từng là người bị kỳ thị về ngoại hình. Thì em về ngoại hình thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh. Em không quan trọng về ngoại hình. Thật ra mình nói cái câu kỳ thị thì nó cũng tội nghiệp cho người kia. Thật ra theo anh đó, nếu anh là người phụ nữ đó mà thấy một cái người mà to quá đi cũng được, đứng lên cũng nổi, thật ra là cả cái tuổi thanh xuân người ta để hy sinh cũng khó em à. Thôi mình cũng đừng trách người ta nha. Em nhận lỗi của em mà. Tất cả những ký ức là lỗi của em. Người kia không có lỗi. Thật ra mình cũng hiểu cho người phụ nữ ấy, bởi vì cả cái tuổi thanh xuân của người ta mà bây giờ cũng hy sinh, không biết chừng nào em ốm. Đúng hơn là cái với cân nặng đó cũng không có làm tròn cái trách nhiệm của một người chồng. Sao làm tròn, đứng lên ngồi xuống không nổi mà. Thật ra nếu mà có một người con thì nó lại khác nữa nha. Chắc chắn người ta cũng sẽ, người phụ nữ sẽ hy sinh vì điều đó. Nhưng bây giờ cũng không có con thì có lẽ thôi.
không có duyên phận ha. Dạ đúng rồi. Tôi buồn gì hết. Mà chính ra em phải tự hào về con người của em, nghị lực của em luôn. Bây giờ là bên đó là sao cũng được, còn bên đây sao? Yêu cầu mong muốn một cái người thì cũng chưa có hiểu hết về nhau. Thì nếu mà vậy thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà thực sự nếu mà hợp á thì tiến tới thì rất là tốt. Còn nếu mà không được thì mình vẫn em vẫn muốn làm là bạn bè. Thì anh có đồng ý như vậy không? Nếu mà thực sự là, nếu mà em và anh tìm hiểu mà không thực sự là không hợp á thì mình vẫn có thể là bạn bè được, vẫn chia sẻ được. Không, cái này anh xin nói thẳng luôn. Quan điểm tình yêu của anh, một là tất cả, hai là không là gì cả. Chúng ta không quen được thì thôi, thì nhà anh ấy ở thôi, đơn giản. Dạ, dạ. Quan điểm là vậy đúng không? Dạ, em quan điểm. Rồi, bây giờ mình nói rõ hơn. Bây giờ thí dụ như kết hôn với nhau. Dạ. Thì ở đâu? Thì em ở Bình Dương mà ở với ai? Bình Dương thì hiện tại bây giờ thì em chưa có nhà đâu. Nhưng mà em thành phố Hồ Chí Minh có nhà không? Ở nhà thì nhà của Daddy đây. Còn em thì em sẽ thuê một cái chỗ nhà trọ để gần cái xe của em. Để em đi làm nó về, nó khỏi về. Bây giờ ba ở với ai? Ba thì ở với mẹ. Hết rồi đúng không? Dạ, và còn em gái nữa. Em gái nữa. Rồi em gái cũng sẽ đi lấy chồng. Dạ. Đây, chồng nó luôn đây. Dạ. Rồi trong nhà có hai anh em thôi đúng không? Dạ đúng rồi, có hai anh em. Tạ hả? Khác chứ. Nó nông tạ là nguyên cái tạ luôn. Rồi bây giờ nè, lâu rồi chưa hôn không? Thôi anh ơi, lên miệng cho em run quá anh ơi. Bây giờ mà hôn không được là chú Linh sẽ nói là làm mất bằng tính đàn ông. Đúng, đúng. Cái vụ kia cũng không được đó. Hôn được mới dạ, rồi cho em xin hôn bạn gái lên tóc. Hôn sao mà làm mấy bản lĩnh đàn ông á? Hôn sao ta nói không có bản lĩnh đàn ông đi. Ngày má. Ba thấy cười khoái rồi đó. Chuẩn bị có cháu nội nha ba. Ông này lâu lắm rồi bản lĩnh dồn nén rồi đó. Được không? Dạ em cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chương trình. Ok. Thôi, bây giờ thì chúng ta đã có giây phút nói chuyện thật lòng với nhau rồi. Những gì mình nói mình giữ lấy lời nha. Và vấn đề thực hiện để làm sao chăm sóc cái mối tình này được thăng hoa. Nó đơm hoa kết trái. Để nhà trai ổn định chưa ạ? À? Ổn định. Mời nhà gái. Mời cô gái của chúng ta ngồi. Rồi nhà trai mình giới thiệu đi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ. Em xin chào chương trình. Chào MC. Chào bạn em. Chào bạn gái bên kia. Cùng chồng em có người. Em đúng quá. Rung rung, thoải mái lên nào. Em là Dương Kim Trí. Dương Kim Đinh Kim Trí. Đinh Kim Trí. Dạ đúng rồi. Sinh năm 1984, 38 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc. Ở quận mấy? Nhà em hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9 mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Trí làm gì Trí? Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm. Hai là làm, em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Giảm cân online? Dạ. À, là sao? Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm à. Tôi đang tính nói bên đây này. Tôi giờ cũng giảm cân nặng quá, khó chịu mà. Giảm hoài cũng được. Càng giảm nó càng lên, hiểu sao? Rồi. Trí sinh năm 84. Sáng giờ được cầm hai lần. Đây là một phần quà đặc biệt đến từ nhà tài trợ Thép Vina KOA. Đó là một voucher 20 triệu. Hai bạn sẽ nhận được voucher này với điều kiện hai bạn phải đăng ký kết hôn với nhau. Ngọc Lan hy vọng rằng là hai bạn sẽ nhanh thôi sẽ nhận được phần quà này nha. Thông báo với chúng tôi là nhận phần quà này là chúng tôi rất là vui. Hãy giữ lấy món quà kỷ niệm, không bao giờ quên nó nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn. Đi đường này đi, chị cầm quà xuống cho. Ra xe tải ra đợi. Dắt bạn gái xuống. Dạ. Ôm gấu xuống luôn kìa. Đây. Trời ơi. Xuyên điện.
còn nửa số. Kéo áo cái quần. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên. Họ đã bấm nút hẹn hò. Và hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Hy vọng rằng họ sẽ sớm về chung một nhà, sẽ sớm có tiếng cười trẻ thơ. Như vậy là chúng tôi đã làm online giảm cân rồi tài xế xe ở quận 9 hộ khẩu Gò Vấp. Lý lịch trước ngang nhà trai vậy đó. Nhà gái nghe rồi ạ. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu với mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan. Anh Quỳnh Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm, năm nay em 34 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và em làm nhân viên văn phòng. Rồi, bạn Sâm hả? Dạ đúng rồi. Bạn Sâm 34 tuổi, nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc tại Bình Dương ạ. Nghe Sâm, nghe Sâm là thấy khỏe rồi đó. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật. Kiên trì. Kiên trì. Là sao anh không hiểu? Em làm như quân đội vậy đó. Kỷ luật rồi kiên trì nữa. Mệnh lệnh này kia ha. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì có lẽ là cái sự tự ti á. Cách đây khoảng 6 năm. Rất tự ti. Vì cái trọng lượng của em tới 170 kg. Trời đất ơi. Vậy em đi đâu nổi chứ. Dạ đúng rồi. Thì cái đó nó là cái cơ duyên để em làm cái công việc hiện tại thứ hai giờ. Dạ. Mà sao mà em nghị lực em hay quá. Anh giảm có 10 kg mà giảm hoài nó cứ lên hoài luôn. Không có nghị lực. Nghị lực nào để em giảm tới quá chục ký vậy? Giờ em còn nhiêu? Giờ em còn 97. Trời quá. Quá xuất sắc luôn. Nể phục luôn. Nghị lực nào cho anh biết coi. Anh cũng tìm cách giảm coi. Cũng chục 20 ký coi. Không, cái hoàn cảnh em khá đặc biệt. Biệt là sao em? Thì em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em cưới vợ rồi. Dạ. Em ở qua bao nhiêu năm thì đổ vỡ? 4 năm. 4 năm. Dạ 4 năm. Thì sống với nhau 4 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Nhiều trường hợp có con cũng khó. Dạ đúng rồi. 170 kg. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Em gần như là bị tật nguyền chủ quan. Hả? Tật nguyền gì? Chủ quan. Là cũng giống như là tật nguyền là không làm được những việc của một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Đó là sự thật. Sao giống anh quá ta? Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì bị tật nguyền thì em không thể làm được những việc của người đàn ông bình thường làm được. Ví dụ boxing hay là chạy bộ chẳng hạn. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động tác chọn. Ai làm vậy? Mạnh ông ăn cái đồ riêng mà. Một tháng anh có thể ăn cùng với em khoảng 5 lần. Ổn mà. Anh xả mà. Anh có thể cháy với em 5 lần trong tháng về thực phẩm. Chúng ta hòa chung với nhau thực phẩm. Nhưng mà bình thường thì xin em là cho anh món đồ ăn của anh. Bây giờ nè, tôi xả hết một tháng ăn chung em luôn. Em ăn gì không ăn đó. Em muốn 170 kg không? Thì ăn xong một tháng xong rồi em và anh cùng ăn kiên giảm cân luôn á anh. Chết luôn á. Thôi em ơi, em cái này chị can nha. Đây là thôi bây giờ đồ ăn của ai nấy ăn đi. Chứ em đừng có để cho ảnh. Bây giờ mà ảnh mà xả ra một cái là ảnh trở về liền luôn á, tội nghiệp ảnh. Là anh ngồi đâu ngồi tại chỗ. Đúng rồi, đúng đó. Em bỏ ảnh. Lúc đó là bỏ người ta đi nữa. Dạ dạ, em đồng ý, em đồng ý. Nói chung là dọn lên ăn chung. Dạ. Nhưng đúng mà rồi. Đồ ăn rồi đó ăn. Đúng. Dạ đúng. Gấp qua gấp lại được nhiều. Em gấp qua ông được chứ ông đừng gấp của em. Đúng, dạ đúng. Mà thật sự ra em ăn theo cái cách nấu nướng của bên này cũng rất là tốt cho cơ thể. Dạ. Tại vì hiện tại em lọc. Dạ em cũng ăn theo chế độ. Nói chung là bên em cũng ăn uống theo dạng kiểu healthy chứ em cũng không ăn quá nhiều. Đúng rồi. Dạ cũng ăn ít. Anh giờ chắc phải chuyển qua ăn khác, quá ăn cháo. Giờ chắc sẽ bắt đầu từ đây ăn cháo không? Mấy đứa ơi, giờ chú đòi ăn cháo không kìa. Cháo cho nó ốm chứ. Mập quá.
Thôi hai người tiếp đi. Thì cũng hy vọng mình cho nhau cơ hội. Dạ. Thì nói chung ở trên này thì cũng không có nhiều thời gian. Người yêu một người chồng tương lai của mình như thế nào? Về tính cách hả? Về một mẫu hình lý tưởng nào đó mà em suy nghĩ. Nếu mà về tính cách thì em nghĩ chắc em thích một mẫu người giống như anh. Đó là một người đàn ông của gia đình. Em thích một người đàn ông của gia đình. Anh bắt đầu mọc rồi đó nha. Nào giống anh ha. Dạ. Vậy là anh sẽ không mập nữa. Bên kia bự hơn anh chút. Nghị lực hơn anh. Bây giờ anh giảm khí mạnh. 10kg rồi giảm hoài, giảm hoài, không được. Hoài không được. Nó chỉ có lên thôi. Tức gì đâu. Càng giảm càng lên. Càng giảm bữa 10kg bữa nay giảm 3 tháng trời. Lên 12kg. Thiệt. Người ta siết 3 tháng người ta xả 2 bữa. Còn đây siết có 1 bữa mà xả 3 tháng. Tôi nhìn 3 ngày tôi không ăn húp cháo không. Ngày thứ tư tôi ăn 3 con gà luôn. Đau lòng thiết là đau lòng luôn. Thành ra thôi bây giờ dứt khoát mình sẽ nghị lực như nhà anh Trí ha. Chắc phải gặp ảnh riêng rồi. Đúng rồi, phải gặp riêng thôi. Dứt khoát chứ. Bây giờ thì mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, có ý kiến người thân sao. Anh Trí đi với ai? Dạ hôm nay thì em có đi với cái bé này. Là bạn em gái hỗ trợ em trong cái công việc hiện tại của tập đoàn đất mới. Và có một em kia là em rể của em. Là chồng của em gái của em. Dạ. À, và hôm nay thì em có mời được top 1 quyền lực. À nhầm, top 2. Top 1 đang coi TV nha. Em nhầm, top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Con chào chú. Top 1 cái nóc nhà. Dạ. Dạ, dạ, video của chú đâu ạ? Cầm video giùm con đi ạ. Dạ. Chào chú. Dạ chú chào chương trình. Chào hai MC. Dạ. Bây giờ chú có thể chia sẻ chút xíu về có thấy con dâu tương lai của mình. Tương lai thôi. Trước mắt thì chú người đâu bình thường. Đúng rồi. Dạ. Cũng trách ha. Dạ. 170kg lết không à. Thành ra không có con đúng rồi. Mà người phụ nữ lấy chồng cũng cần có con đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế là chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là nghị lực của em để em giảm. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em làm chuyện đàn ông được chưa? Dạ được rồi. Không cần tới anh là mình phải bước qua để mà mình thể hiện cái lòng ngưỡng mộ về nghị lực của bạn này. Đó. Anh có 10kg mà anh giảm hoài không được nè em. Chắc anh phải có nghị lực như em quá. Hay quá. Anh nhưng mà từ 170kg mà giảm xuống thì da mình nó có trùng không anh? Cũng có chứ. Cũng có, dạ đúng rồi, cũng có, đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà nó cũng không qua áo quần thì có thể che được cái điểm đó. Nhưng mà từ từ tập á thì nó sẽ ấy, giảm đó. Thậm chí là mình đi thẩm mỹ mình cắt da thì không sao. Nhưng mà mình có cắt không? Dạ không. Không. Mặt đẹp mà, đẹp trai mà. Giờ không có thử không, cũng dám nói thử đầu rồi. Được phải không? Được. Đảm bảo nhà gái tôi muốn có con là được không? Được. Chắc không? Thấy bà cười quá trời. Đang chào cháu nội. Bà cũng đang trông lắm hả bà? Quan điểm về con cái thế nào hai người trao đổi nhau, trai hay gái. Dạ. Thử xem. Thì thôi, nếu mà được thì một thôi em. Nếu mà được. Anh thích con trai hay con gái? Con gái. Em cũng vậy, em thích con gái. Hai đứa con gái cũng tốt. Đó, vậy là đồng chung chí hướng rồi đó. Giờ về, lấy nhau về, ai quản lý về mặt tiền bạc? Thì đương nhiên vợ mình đó. Tại ba mình đi đâu mà. Ba mình làm nhiều quên rồi. Top 2. Top 2. Thì mình top mấy? Top 3. Trời ơi, xuống rồi. Thấy chưa, được chưa? Dạ, an tâm chưa, an tâm chưa? Rồi, ok. Giờ hai bạn này. Tới không? Tới. Phút này là phút quan trọng lắm á. Mình cần cảm xúc và cảm nhận đúng không? Nắm tay nhau. Hãy nhìn thẳng vào đáy mắt nhau. Nhìn sâu vô mắt coi. Nó còn gì đúng không? Ha? Đó, rồi cảm nhận đi. À, có thể hát một đoạn bài hát nào đó để đem cái cảm xúc cũng được. Ai?
Anh giúp anh, anh giúp anh, anh trung quá. Xe ta bon bon qua dòng đường gì đó. Vậy em hát một câu của bài Ước Gì Đi. Đúng rồi, nhìn nhìn nó nấy hát. Bài đều biết. Thôi, vậy được rồi. Hai người đã nghe góp ý gia đình rồi, bây giờ mình gặp nhau thôi. Dạ. Bỏ rào. Chuyện là của Trí nha. Bắt đầu đi em. Làm nhớ hình ảnh ngày xưa. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, đây chị cầm giùm cho. Em để nó ra nè. Là cái này tặng bạn gái luôn đúng không? Cũng đưa cho người ta gì hết. Em có một món quà, đó là một cuốn sách để tặng anh. À, trong cái cuốn sách này là nó nói về những cái điều mà tốt và tích cực trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Nên là em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách và cũng cảm nhận được những điều tốt đẹp và tích cực trong cuốn sách mang đến cho anh. Rồi, để sách đi Trí. Rồi, Trí quay mặt qua nói chuyện với Sâm đi. Hai người ba mươi mấy năm mình mới gặp nhau đó. Mình coi cái cảm nhận sao nè. Thì bây giờ thì thật sự ra là chỉ có nhìn thôi. Dạ. Tất cả những cái điều kiện trong tình yêu nó không còn ý nghĩa gì cả. Dạ. Nhìn thôi. Để cảm nhận là cái khuôn mặt này mình có thể chịu đựng được bao lâu. Thì anh cũng hy vọng rằng em cho anh một cơ hội để có thể là... Vấn đề về ghen, tại vì em nghĩ là nếu mà người ta không chung thủy thì ở bất cứ trường hợp nào người ta cũng không chung thủy. Nhưng mà về vấn đề giống như là về di chuyển nhiều trên đường thì nó cũng có nhiều vấn đề. Đúng rồi. Em rất là lo lắng về vấn đề này. Lo gì đó thôi đúng không? Chuyện ghen thì anh nghĩ đây cũng cần ghen nữa rồi đó. Anh biết chắc đây là con người nghị lực rồi. Anh đã nói đến mức như thế thì anh nghĩ không cần ghen. Lo là đúng. Nhưng mà thật ra lo là đi lái xe đường xa thôi. Đúng rồi đó. Anh Trí thì chỉ có lái xe giao hàng từ chỗ Bình Dương hả? Lái cắt lái đúng không? Dạ đúng rồi. Người ta cái lái tới lấy lui xe gì? Xe tải. À chạy xe tải. Dạ. Xe đầu kéo hay là xe tải nhỏ? Xe tải nặng anh. Rồi tải bự đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng lái mà là gì? FC. FC đó. Đó. Là xe tải đó thì cũng phải chạy nhanh lắm. Dạ. Không phải xe cái đầu kéo này kia. Dạ em nói chung em chỉ lo lắng về cái vấn đề đó thôi. Vấn đề đó. Dạ. Nhưng mà trong bây giờ thành phố mình chạy chậm lắm em. Dạ. Kẹt xe không à. Không có chạy nhanh được đâu, chạy nhanh cũng khó lắm. Dạ. Từ khi nào đi tỉnh thôi. Dạ. Ánh sáng ánh giao, chiều anh về. Anh ghé nhà em, chở em lên Bình Dương. Xong cái sáng mai anh chở em về nhà, anh chở xuống tra giao hàng. Anh giao hàng, anh giao em luôn luôn. Đó. Giao đi đâu? Đến giao nhà gái tôi đi đâu? Giao đâu ai biết. Tôi nói vậy thôi, thì một tí giao đâu giao chứ. Tôi gì? Tính thì giao con gái nhà người ta. Ghé chơi thì được. Đi chơi xong rồi về giao cho ba mẹ. Ờ vậy thì được. Cứ giao cho ai? Lẽ giao bán qua bên kia. Thôi lao. Có nhiều người bắt cóc giao bên kia chứ. Mình lại giao về nhà, tôi chở đi chơi. Tôi chở hàng, sẵn ké người ngồi trên lên. Đâu, vừa chở người yêu vừa chở hàng luôn. Xong rồi cái giao về cho gia đình luôn. Hợp lý em hợp lý. Còn nếu em thích. Nhìn vào anh ấy. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Quá chứ. Hát được Trí. Anh Trí ơi gì đó hay luôn. Em cảm ơn chương trình. Hả? Thôi cho em về lại anh đến luôn. Em chịu hết nổi. Chịu hết nổi hả? Thôi về đây. Tôi lái xe thôi tập hát bài hai bài chơi vui chứ. Khô khan lắm hả? Nhưng mà tình yêu là phải lãng mạn nha. Về em cũng khô khan trong chuyện tình yêu nha. Bên tay trái kìa. Rồi bây giờ là những cái giây phút mà hai bạn phải cảm nhận lại những cái thời khắc vừa rồi trên sân khấu này. Chúng ta đã nói gì với nhau? Chúng ta cảm nhận như thế nào về nhau? Bây giờ hai bạn sẽ lắng lòng mình lại và rớt 170 ký rồi chắc mặt bự lắm á. Tất cả những cái hình ảnh đó thì dạ xin mời quý vị hãy xem lại hình ảnh của anh Trí vào cái thời điểm 170 ký ạ. Tăng tăng đâu
Dạ, Hồng Dựng sẽ làm điều đó ạ. Trời đất ơi. Nó khổ vậy nè. Tôi mập tôi biết. Cái gì bự, không cần bự nó cũng bự. Mà cái gì nó muốn bự nó không bự. Ví dụ mấy ngón tay này nữa, càng ngày nó càng teo lại, cái bàn tay nó bự ra vậy nè. Cái tay nó teo teo lại, mình cầm cái gì nó cũng khó chịu đúng không? Chết rồi, tôi đang trên tinh thần đó. Ăn quá. Chết rồi. No thế thôi. Chết rồi, tôi gần bằng ổng rồi ông ơi. Nghị lực để vươn lên. Cảm ơn. Anh giảm cân trong vòng bao lâu? Em mất khoảng tổng các đợt siết xả dữ thì khoảng 2 năm. Siết xả dữ hả? Siết xả dữ là sao? Tức là nó không có liên tục anh. Thì cơ thể mình chịu không nổi đâu. Ví dụ như mình siết nó xong rồi mình xả ra. Siết là nhìn năng bình thường giờ thật ra nếu mà hai chồng ngân góp nhau mua cũng đơn giản, không khó đâu. Dễ lương qua em ấy. Đó. Với Bình Dương bây giờ phát triển mà. Trời, Bình Dương chuẩn bị lên thành phố trực thuộc trung ương. Khá à nha. Thậm chí giờ hai chồng làm được mua đại với xe tải của mình luôn đi. Cái xe tải của em hả? Của gì hả? Chị mua làm gì nữa? Trời ơi khó. Tưởng đâu là lái thuê xe tải của mình luôn. Lái ở đâu cũng được. Cũng được. Đúng rồi. Bình Dương công nghiệp quá trời. Đúng rồi, thậm chí giờ không cần lái xe về chở đi chơi thôi. Bậy nha. Cái này thì cản nha. Tốn xăng tốn dầu mà nó không ra tiền nữa. Tự nhiên đi chơi bằng xe tải thì cũng kỳ ha. Ừ. Thôi để rước dâu. Rước dâu cũng hay à. Ờ rước dâu bằng xe tải. Tôi làm lơ cho. Yeah. Đó không? Ok. Đấy, một cái tương lai mình mở ra mình hoạch định trước rồi đó. Rồi giờ hai bạn tính tới chuyện con cái đi. Nhưng mà dù đó được không? Được. Thử chưa? Em không có thử, em tự tính. Thử lại chưa? Tại vì bây giờ những cái gì mà người đàn ông làm bình thường được, em làm được. Không, không. Nó cũng là một phần ăn kiêng. Nhưng mà nhịn ăn này nó cũng phải là nhịn ăn. Thì giữa các lần đó thì mình phải xả ra bớt. Chứ không thôi cơ thể chịu không nổi thiếu chất. Thì bên nữ thì cũng có một cô phun xăm thẩm mỹ là cổ từ 100 mấy ký á, mà cổ giảm xuống còn có hình như nay cổ còn có 50-60 ký. Thôi được rồi, biết cái nghị lực đó rồi. Bởi vì không bản lĩnh đàn ông không có, mình phải xuống cân để có bản lĩnh đàn ông đúng không? Hay quá. Anh xin được thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh nha. Thành ra những người đàn ông đang có bản lĩnh đàn ông hãy cố gắng giữ lại bản lĩnh đó, đừng để mất bản lĩnh đàn ông. Còn tôi từ nó mất rồi đó. Tôi phải giảm thôi. Tôi qua thăm nhà gái coi sao. Nhà con gái. Dạ. Dễ thương. Nãy giờ nghe nghị lực của anh giảm cân chưa? Không. Đấy, người ta giảm cân để có tình yêu. Đó. Chủ yếu là gì vậy? Anh có những cái sự kiên định của anh ấy. Nha. Em ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ, rất là hài hước và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt, luôn luôn suy nghĩ tích cực, luôn luôn đem đến tích cực cho mọi người. Dạ. Vậy là tốt lắm. Dạ. Em có thích người bự 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 không? Dạ thích. Thích hả? Dạ. Đường tình duyên mình sao rồi? Em có 2 mối tình đơn phương với 1 mối tình chính thức, nhưng mà nó cũng không có kéo dài lâu quá. Bao lâu? Dạ, mối tình chính thức thì đã gần 1 năm. Còn mấy mối kia chắc không chính thức chứ nó. Dạ đúng rồi. Nhanh lắm đúng không? Dạ đúng. Như một cơn gió thoảng đúng không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ nghe anh Trí bên kia đó, anh nói anh có gia đình rồi 4 năm.